1 2 6 7. Mười lăm thầm gầm đường tịch đàn cũ, như mây bao lâu đường mình đã quên. Như mưa bay đi một trời thương nhớ, em ơi bên kia có còn mặt buồn. Mười lăm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi một vụ kia 600.000 con vàng này thôi nhé. Mọi chức năng rồi nhà vẫn hoạt động bình thường. Duy chỉ có một điều là cái màn hình này, màn hình lúc sáng lúc tối. Đấy. Và con này là chỉ có sử dụng các bác khi nghe nhạc, các bác tăng nhạc đấy nhé, khi hát mọi người tăng mic như thôi. Đấy, vậy thôi. Em bán thanh lý 600.000 nhá. Dòng này thì nó chạy chip Yamaha của Nhật, tiếng rất là hay. Đấy, các bác mua về các bác muốn chỉnh sửa gì chỉnh. Không thì cứ để như thế này, hát hò cũng gọi là cũng ok rồi. Yeah. Các bác muốn nghịch cái gì thì nghịch. Em bán thanh lý 600.000. Tiền 1 2 5 6. Đấy, alo Ali vẫn ngon, hát vẫn ok. Nhạc nhẽo vẫn nghe vẫn trong vắt. Yeah. Kết thì gọi luôn cho em 0976658815 hoặc 0925886889. Duy nhất một em 600.000 nha các bác nhá, giá thanh lý rồi, quá rẻ. Rồi xin chào mọi người.